nước năng lượng mặt trời quan trọng. Như thế này mà hợp tác xã cài kéo cũng không lên nổi. Hết cách rồi. Các bạn ơi, vừa tới nơi cái nhà của vượt qua bao gian nan thì giờ mới hoàn thành, qua sáng hôm sau mới xuống và tiếp tục cho các bạn cái con đường này. Điện áp vào, đang lúc bơm đang chạy. Chưa đủ luôn. Nó ra lên do một cái kiến mình khá sâu tới. Mình muốn lắp đặt bơm nước năng lượng mặt trời, liên hệ với kênh Solar Boom Thành nhé. Quay trở lại với kênh Solar Boom Hạnh. Hôm nay mình đi đến Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước, mình lắp một cái hệ bơm nước năng lượng mặt trời bơm 5,5 người nha bạn. Đi đến đây giờ hết đi được rồi. Đường dốc cao quá mà. Cái đường các bạn, đường gì lên được. Lên nó bươi đá chứ. Còn 2 cây nữa. Đây là cái cầu gì á anh bạn? Cầu dân sinh hả? Cầu dân sinh bắc qua Thọ Sơn hả? Nói giữa đắc nhau với Thọ Sơn. Đắc nhau với Thọ Sơn. Chưa có con cầu này là suối. Suối hả? Suối lớn dữ hả? Suối. Đi lắp bơm mà như thế này mà hợp tác xã cài kéo cũng không lên nổi. Vui không? Chết rồi, hết đi được rồi. Thất bại rồi các bạn ơi. Giờ xe kéo không được thì giờ buộc phải lui lại thôi. Lui lại. Thất bại, kế hoạch bị thất bại. Giờ buộc phải chơi kiểu này rồi bạn ơi. Hết cách rồi. Chuyển sang xe cày các bạn. Vừa tới nơi cái nhà của bạn này đây. Đó. Giờ mưa quá trời mưa luôn. Mình đi mình mới vừa bỏ lên được cái mái nhà thôi. Chưa kịp làm gì hết. Tới 4 giờ luôn rồi. Coi như xong một ngày. Chưa được gì cả. Vượt qua bao gian nan thì giờ mới hoàn thành. Qua sáng hôm sau mới hoàn thành được cái dàn pin nữa mà. Đây bao gồm là 16 tấm pin. Mình ghép nó tiếp hết tất cả nha. Giường của ông bạn đây, giường sụ riêng các bạn. Giường sụ riêng khá đẹp. Chú ở đây người ta gọi chú là chú gì chú? Chú Tùng hả? Chú Trung. Chú Trung. Ở Thọ Sơn. Giường quá trời đẹp luôn các bạn. Như khu du lịch vậy.
Chú Trung, Thọ Sơn. Lắp một cái dàn bơm 5 người gửi chạy với 16 tấm pin. Để mình xuống quay tiếp tục cho các bạn cái con biến tần như thế nào nha. Con biến tần này loại mới hơn các bạn, của Đức nha. Đây là con biến tần. Biến tần này loại này loại mới nha các bạn. Bên mình mới cập nhật cái loại biến tần mới. Con này là con Wilchi của Đức. Con này là 7,5 kg. Chạy được cái bơm 7 người gửi luôn nha các bạn. Còn ở đây thì mình mới có lắp cái con 5 người gửi thôi. Cái này nhìn rất là ngon. Mình chuẩn bị về một cái lô mới nữa là nó sử dụng là IP65, mình có thể bỏ ngoài mưa được nha. Còn con này là IP20 thôi, là nó không có chống nước được. Con này nhìn rất là đẹp các bạn, gọn gàng, nhìn nó gọn hơn, đẹp hơn. Mọi người bảo hành 18 tháng cho các bạn nhé. Đây sử dụng là tới 3 máy nổ hả? 3 máy nổ, ngoài cái nữa hả? 4 cái máy nổ luôn. Một năm là tốn khoảng bao nhiêu dầu chú? 5 khối tiền 5 khối dầu. Gần cả 100 triệu hả? Năm rồi là hết 60 triệu tiền dầu. Năm nay nếu dầu kiểu này thì hơn. Tính lên biết cái gì. Đây là lúc cái dàn máy nổ đây. Đây là lúc chạy đủ 380 rồi các bạn. Ở đây là đủ 380 rồi đó. Vừa đủ luôn. Nó ra máy nổ ra như thế này. Giờ mình đã lắp xong rồi các bạn. Điện áp từ tấm pin do bơm đang chạy thì điện áp từ tấm pin nó đưa xuống đang là 650 tốc độ đang chạy là 32 hertz, dòng 6 ampere, nhưng mà bơm chưa có lên nước. Nó yếu hơn nãy hay gì? Yếu hơn nãy phải không? Vậy đây đảo chiều lại. Giờ mình sẽ đảo chiều lại. Vậy chiều nãy chắc đúng rồi đó. Nhưng mà tại nó yếu điện thôi. Điện áp thở của nó nữa mà. Lúc bơm đang dừng á, điện áp thở của nó là 746V. Giờ mình sẽ đảo chiều lại. Đảo chiều. Bây giờ mình đảo chiều rồi mà. Thì bắt đầu nó chạy nè. Điện áp tiếp tục dần xuống. Tốc độ nó chạy lên tới 29 hertz rồi. Hiện tại mới chạy 30 hertz. Nước có lên không? Bơm lên trên hồ để tưới sầu riêng nha bạn. Do nắng nó còn yếu thì nó chạy sẽ yếu. Nó đẩy ba nó mạnh lắm rồi. Nó đẩy lên.
hay là giờ bây giờ? Bây giờ bao nhiêu hạt vậy bạn? Bây giờ bao nhiêu hát à? Nó hiển thị số trên đó bao nhiêu à? Hiển thị số trên đó bao nhiêu à? 34 hả? 31 à, 33. Không thấy lên chưa à? Nãy đề 3 thấy nó hơi mạnh. Ba mấy hạt là nó không lên lắm chứ. Trời hoài cũng không thấy nắng các bạn ơi. Nên giờ lúc 10 giờ rồi thì bơm nó chạy được có khoảng 40 38 40 hạt thôi ha. Thì hiện tại mới 38 hạt thì bơm không lên do cái một cái giếng mình khá sâu, nó tới 60 mét. Nên thử lúc mà chạy giếng sâu 60 mét còn khoảng 58 59 mét mới đụng nước các bạn. Nên mình thử ra bơm nó rất là khó lên. Phải chạy trên 40 hạt thì nước mới trên 40 hạt thì nước mới bắt đầu lên được. Thì hiện tại mới được có 40 này. Nước này kia cũng chưa lên này. Mây đen, không thấy gì cả, không thấy mặt trời đâu. Mây đen thì bơm nó không chạy đâu, mây trắng thì bơm nó mới chạy được. 41, 42 à, 41, 42 nước nó lên. Nhìn kìa, mỗi năm mưa gửi lên, không êm lắm. Vừa mới ra hết nắng rồi bạn. Này là ống 50 em à. Thì giờ không có nắng thì chạy được khoảng bao nhiêu đây thôi. Khi mà nó lên được khoảng trên 40 á thì nó mới đạt được cái nước nó mới lên tới miệng được, còn nếu không thì nó không lên tới được. Giếng hơi sâu thì bây giờ là khoảng 10 giờ 20, trời thì không có mây che nên nó ra yếu. Chứ bình thường là nó phải ra khoảng, nếu mà đạt thì đối với giống như máy nổ vậy mà, thì 50 hạt thì nó cũng ra tương đương máy nổ vậy ha. Gắng chờ tới có nắng thôi. Video mình đến đây kết thúc nha. Và các bạn nào muốn lắp đặt bơm nước năng lượng mặt trời hãy liên hệ với kênh Solar Boom Hạnh nha. Mình sẽ tư vấn cho các bạn một cái hệ cho nó phù hợp nhất ha. Cho cái bơm này chủ nhà đã lắp sẵn rồi, mình chỉ lắp điện thôi. Nên mình thử cánh bơm, nếu mà được cái cánh áp thì nó sẽ lên tốt hơn. Nhưng mà cánh áp nó lên chạy nhẹ nước lên, nhưng mà nước nó sẽ không bằng cái cánh lượng các bạn. Mình chuẩn bị về cái thấy trời có hé nắng lên bạn, chạy được khoảng 46-47 hạt. 46-47 hạt. 46-47 hạt. À, bây giờ nó mạnh rồi đó bạn. Thấy không? Nó khác gì máy nổ đâu. À, đâu khác gì máy nổ. Mà mới có khoảng 47 hạt thôi bạn. Con này mình xếp lên tới 55 hạt mát này. Mình không cho lên nhiều sợ cháy bơm các bạn. Trong mây chạy rất là êm. Giếng tới 60 mét luôn mà. Đúng rồi. Trời vẫn còn mây chứ chưa có quang mây đâu các bạn. Lên được 50 hạt rồi này. 50 hạt.